Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đang xem trên kênh YouTube của mình. Thì như ở đầu đoạn video mọi người thấy là mình xe mình chở cái những cái bao Jumbo á, thì mình đã bỏ xong, thì bây giờ mình sẽ chạy ra Quảng Trị mọi người. Hiện tại thì mình đang ở đường Tránh Huế, gần hết đường Tránh Huế rồi mọi người. Tránh Huế để mình chạy ra bốc hàng đi vào trong video mọi người. Đây, đoạn đây là thuộc thị xã Hương Thủy hay sao mọi người. Gặp hết đường Tránh thành phố Huế cũng khá lâu rồi mình không có đội cam trên đầu, thì cũng có một số anh em nói mình là đội cam trên đầu, thì mình vừa đội cam và mình sử dụng cái micro. Bữa mình có review cho mọi người cũng xem á, thì cái micro đó thì mình sẽ thu âm bên điện thoại và mình đồng bộ qua khi mà edit video, bộ hóa với âm thanh GoPro. Đây là Bùng Binh, đường Tránh thành phố Huế nha mọi người. Đây là đi vào thành phố. Ôi, khá là dọc luôn. Thì chương trình này bây giờ mình sẽ chạy ra Quảng Trị, chạy ra bốc hàng đi vào. Thì do thường là mình bỏ hàng ở Huế thì sẽ bốc hàng ở Huế, nhưng mà dạo này hàng hóa nó ế quá mọi người, không có hàng gì hết nên phải buộc phải chạy ra Quảng Trị. Năm nay thì xăng dầu lên giá rồi, hàng hóa cũng không có, ứ lung tung á, doanh nghiệp thì khó khăn. Thị xã Hương Thủy nha mọi người, Hương Trà cho mình nhầm, thị xã này thị xã Hương Trà. Thì khi mà mình đội cam trên đầu á thì mình chạy xe thì cảm giác thấy nó thực tế không mọi người đó, bây giờ thấy là rất là ok đúng không, mà đều cái là cái đầu mình nó hay lắc mọi người. Kiểu là quen dùng gương hả, khi mà chạy cái dùng qua phụ dùng qua tài nên nó hơi chóng mặt. Anh em nào mà xem thì thông cảm cho mình nha, kiểu như là những anh em mà lái xe á, từng lái xe rồi, lái xe tải, xe bất cứ xe gì á, khi mà xem thì rất là hứng thú đối với đội cam trên đầu. Nhưng mà có một số anh em kiểu như đam mê xe, hồi giờ chưa tiếp xúc về xe là dồn nó hơi chóng mặt. Mình thì khi mình edit video thì mình dồn thấy nó cũng khá là bình thường luôn. Mà cũng có một số anh em kêu là đặt gốc cam cho nó chuẩn, quay kiểu này chóng mặt các kiểu thôi. Nhưng mà chắc mình sẽ quay xe kẻ, quay cái này rồi quay quay kiểu cái kia, kiểu quay góc cố định. Đông Hà 56 cây nữa. Bây giờ hôm bữa giờ thì mình ra video thường xuyên, thì mình đang cố gắng đẩy cái kênh nó lên lại. Do một khoảng thời gian trước mình không có ra video nên là kênh nó đang tụt dốc rất là trầm trọng luôn mọi người. Thì tập toán YouTube là phải đăng thường xuyên nó mới đề xuất video lên và đăng đúng chủ đề. Thank you.
Xe mình hôm nay thì nó bị cái bầu hơi bên này nè mọi người, đi nó dòng nó hơi bị, vậy mình đang dán keo, mình để mình xài một cái bầu hơi không à. Để xài một bầu hơi nên nó hơi kêu, để cho đang dán keo cho nó khô cái bầu hơi bên này. Đây là cái quán Nga Mập, quán bún này là kiểu như là anh em tài xế cũng rất hay ghé. 30.000 một tô bún, mà bún bún bò, bún giò, bún xương các kiểu, rất là ngon luôn mọi người. Wow, bên kia nó có một cái gì trung tâm tiệc cưới hay sao, Phú Lành. Wow, mới làm hay sao mọi người, rất là đẹp đúng không, tổ chức hội nghị tiệc tùng luôn đó, rất là đẹp luôn. Thì dạo này hàng khá là ít luôn mọi người, ít nên là một tuần mình đi có một bát thôi mọi người, có tuần thì được hai bát. Thì cũng như mình chia sẻ mọi người là một tháng là mình chạy có bảy bát rồi, sáu bát, bảy bát rồi, rồi rất là ít luôn. Tình hình là kiểu như là mình là xe chuyên chở cám, cám mà hồi trước là chuyên gọi là chuyên cám thôi, nhưng mà dạo này thì kiểu như là hàng hóa nó tứ đô tường á, kiểu như là không có có hàng này nọ, chở xe mình chở tứ đô tường hết, sắt cũng có, mà nói chung là hàng gì mà cước ok thì chủ xe đều nhận hết. Thì anh em nào có hàng hóa từ Quy Nhơn đi Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình gì á, anh em cho mình xin số điện thoại nha, chia sẻ ít hàng anh em chạy cho vui. Nên như xem cám thì dạo này cám thì kiểu như là dịch đó mọi người, hiện tại là đang dịch rượu, dịch hay sao á, dịch với lại là giá heo, giá heo không có có cao, đây là người dân cũng ngưng nuôi heo rồi, bây giờ tới gần đây mà người ta mới bắt đầu thả heo lại này. Đợt trước nuôi heo, giờ đang nuôi heo con thì nó ăn cám ít, ít hôm là nó mới nuôi heo lớn rồi, nó cám nó mới nhiều. Đi về lái xe này là xe cảng á, cảng Đà Nẵng á, sao mọi người đi gặp công phải cảng Hải Phòng. Hôm trước thì mình có làm một cái video đi kiểu như là giao lưu cùng với anh Tấn Chức Kiên, thì cũng khá là vui lắm mọi người, thì lâu ngày anh em gặp thì cũng thiệt thương, thì con trai mà thì mình không lái xe, không có điều khiển xe hay là bất cứ gì đó, thì mình tập trung nhậu rồi bắt đầu là kiểu như là trò chuyện, kể về những cái công việc trước giờ, thì trò chuyện với anh Tức Trúc Kiên cũng khá là vui luôn mọi người. Thì anh Tức Trúc Kiên thì hiện tại thì anh đang có hai chiếc, một chiếc là Hotline Colombia với một chiếc là Century. Nhưng mà nói chung là khi mà đã sắm một chiếc xe lên thì nó khá là rắc rối nhiều chuyện, từ làm cách sao để kiếm doanh thu cho xe, làm cách sao để kiếm nguồn hàng để chạy, nói chung là nó nhiều thứ lắm mọi người, nên là nhiều khi mà mình sắm một cái xe lên rất là nhức đầu lắm mọi người. Có một anh Minh Dũng vừa mới chạy ra
kẹp vào chứ. Nhiều khi mong muốn nhiều anh ở khi mà anh sắm cái chiếc xe ra rồi thấy mệt mỏi quá, nhiều khi chúng ta chạy tài xế còn sướng hơn hay là các kiểu đó. Nói chung là làm gì làm phải có hiểu biết, kiểu như là có nắm bắt được nguồn hàng, rồi lại là kinh tế phải cho vững. Chứ còn làm mà kiểu mà như tình hình kinh tế như bây giờ sell Covid cho mọi người thì mọi người biết rồi, hàng hóa đơn giản cái ngành lạnh đó, ngành xe lạnh thôi cũng đủ là tắc thở rồi. Kiểu như là mọi người nghĩ đi, hồi trước á là xe Mỹ nhiều, cái sau á là Trung Quốc á, cái container đó là 52, nó bắt buộc Việt Nam mình phải làm công 52. Thì khi mà cái đầu Mỹ thì nó dài hơn đầu Trung Quốc rồi, rồi nó dài hơn, buộc qua bên Trung Quốc mà leo lên cao không được là bắt tháo một cái giấy lốp của cái một đó. Thì nhiều lần thì nó nhiều tiền quá thì buộc bây giờ thì phải mua, kiểu như Trung Quốc là buộc mình phải mua cái đầu bằng. Đầu bằng thì chỉ có cái đầu bằng của Trung Quốc bán cho mình thì nó mới rẻ thôi. Chứ còn mua đầu bằng mà như Hino, Isuzu hay những cái hãng mà của Nhật hay là của Hàn Quốc đồ thì nó khá là mắc. Nên là xúm nhau là mua Citroen G7, Citroen 420 lung tung hết. Rồi vừa mới kiểu như là chạy cũng ok tầm khoảng nửa năm hay một năm gì á, Covid một phát luôn. Rồi cửa khẩu đóng biên một thời gian rồi mở lại, rồi chạy cũng giờ tới hiện tại thì chạy cũng không ra sao hả, chạy gì một tháng rưỡi hai tháng một bát. Thì như những người mà sắm xe ra, sắm những cái chiếc xe mà đó, thì hồi trước họ sắm cái chiếc xe Mỹ ra thì họ đã kiểu như là họ đã lấy lại được hòn vốn rồi, bây giờ lại buộc phải theo Trung Quốc phải sắm cái đầu vô đầu xi chắc nữa, lại thêm tiền nợ nữa. Bắt đầu là mình lên trên kiểu như là hội mua bán xe á, trên nhóm trên Facebook á, thì mình thấy wow, xe bán từ lừa hụt dừa luôn mọi người. Đủ loại xe á bán, và đa số mình thấy là bán cái dòng Citroen rồi 20, 21 là nhiều, rất là khó khăn. Nên là đôi khi á, ai cũng muốn làm giàu á, thật mà bạn chứ, nếu mà mình có thể là mình có được cái nguồn hàng, mình cũng có thể là mình mua một chiếc xe đầu kéo mình chạy luôn, nhưng mà mình không dám, bởi vì là nguồn hàng mình không có làm sao mà dám mua được. Có thể là mình vay tín chấp, vay ngân hàng đồ này nọ mà mình lần mình trả lần vẫn bình thường thôi. Cũng quan trọng là mình khi mình vay mình phải bảo đảm là có nguồn hàng ổn định để mình còn vừa trả lãi gốc và vừa trả lãi. Nên là khi mà sắm một chiếc xe ra khó khăn lắm mọi người, thì mình bắt rất hiểu cái vấn đề đó. Do hồi trước á, mình cũng đã từng là mua một chiếc xe Ben 883 rồi, thì mình cũng hiểu cái tâm lý đó, một ngày mà đậu ở nhà không là đã sót ruột rồi, kiểu là xe lúc nào phải di chuyển để có nguồn có gọi là có tiền để chi trả mọi thứ, từ tiền ngân hàng rồi tiền bảo dưỡng xe, tiền hao mòn xe lúc chung với mọi người. Chắc clip hôm nay thì kiểu như là lâu lâu mình quay lại cái cảnh mà đội cam trên đầu để
quay cho mọi người cùng xem. Để quay thực tế đang chạy xe này cho mọi người cùng xem. Thì thôi, chào tạm biệt mọi người nha. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh. Hẹn những clip tiếp theo. Mọi người muốn mình trò chuyện hoặc tư vấn về cái vấn đề nào thì mọi người cứ bình luận bên dưới video này. Thì từ hôm nay thì chắc là một ngày, hai ngày gì đó mình sẽ ra một cái video trò chuyện nói về một cái vấn đề xung quanh cái việc nghề lái xe. Mọi người cùng xem nha. Thôi, chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Chúc các anh em lái xe an toàn, bạn chồng bình an nha.